Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Vượt Lên Chính Mình Vlog. Thì ngày hôm nay tôi muốn đưa mọi người đi đến một cái địa chỉ hết sức nổi tiếng tại Sài Gòn. Đó chính là Lăng Ông Bà Chiểu. Nếu như ở Sài Gòn hoặc là người Sài Gòn mà chưa một lần đến thăm Lăng Ông Bà Chiểu thì đây là một điều khiếm khuyết. Thì mấy ngày hôm nay thì tôi không có lên clip được, lý do là cũng bận về công việc. Thì vậy ngày hôm nay tranh thủ ngày cuối kịch tuần cũng là ngày rằm, thì tôi đưa mọi người cùng đi viếng cái Lăng Ông Bà Chiểu. Vậy thì mọi người cùng tôi nha. Rồi tiếp tục chúng ta vào trong Lăng Ông Bà Chiểu xem như thế nào. Đây là cổng lăng nằm ở cái đường Vũ Tùng. Thì Lăng Ông Bà Chiểu nằm trong khuôn viên rộng cỡ là 18.500m², kế bên hông chợ Bà Chiểu của quận Bình Thạnh. Thì đây chính là nơi chôn cất của Tả quân Lê Văn Duyệt, tổng trấn thành Gia Định xưa. Đây là một trong những cái công trình kiến trúc có giá trị văn hóa và nghệ thuật hết sức đặc sắc của vùng đất Nam Bộ. Thì cái khu lăng mộ này, theo tôi tìm hiểu trên các cái sử sách cũng như là tư liệu, đây là một trong những khu gò đất cao có hình lưng rùa, được xem là một vị thế hết sức là đắc địa. Thì hệ thống cổng lăng thì nằm ở đường Vũ Tùng. Và khi mà chúng ta bước vào cổng lăng thì chúng ta sẽ gặp lần đầu tiên đó chính là nhà bia, sau đó là lăng mộ và cuối cùng là cái gian miếu thờ. Theo các cái nguồn sử liệu, việc thờ cúng Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt chỉ chính thức công khai khi ông được minh quan vào năm 1849. Sau đó vua Tự Đức ban chiếu trùng tu và lập miếu thờ. Đến năm 1914, việc thờ cúng mới được mở rộng với sự ra đời của Hội Thượng Công Quý Tế. Đây là một trong những tổ chức của những người tự nguyện am hiểu về phong tục, đảm trách việc thờ tự, trùng tu và kiến thiết cái lăng miếu từ năm 1914 tới bây giờ. Thì đến năm 1988 thì lăng đã được xếp hạng di tích lịch sử. Đây là cái tấm bia và di tích lịch sử mọi người có thể nhìn thấy. Và đây chúng ta bước vào trong cái máy hiên nhà đầu tiên. Đây chính là nhà bia. Đây chính là bia của lăng của Tả quân Lê Văn Duyệt. Thì tôi xin đó là giới thiệu sơ nét về cái cuộc đời của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt mà theo tôi đã sưu tầm như thế này. Thì Lê Văn Duyệt là sinh ra trong một cái gia đình nông dân ở làng Hòa Khánh ở Cái Bè, Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Nhưng mà gia đình của ông là gốc ở ngoài Quảng Ngãi. Thì Đức Tả quân theo Nguyễn Ánh từ năm 17 tuổi đến năm 1789 thì ông bắt đầu đứng vào cái hàng tướng lãnh của chúa Nguyễn. Một trong những cái trận đánh nổi tiếng của Đức Tả quân mà được ghi vào lịch sử nhà Nguyễn với cái biệt danh là Trung Hưng Đệ Nhất Võ Công, có nghĩa là võ công oanh liệt nhất của công trận Trung Hưng nhà Nguyễn. Đó chính là trận đánh tan hải quân của nhà Tây Sơn ở cửa biển Thị Nại, Quy Nhơn năm 1801. Nhờ với nhiều công lao và to lớn đó và có con đường binh nghiệp hết sức là thăng tiến, cho nên là Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi lấy hiệu là Gia Long thì Đức Tả quân đã được liệt vào hàng đệ nhất khai quốc công thần với nhiều cái đặc ân. Thì lúc mà Đức Tả quân còn sống á, thì ông là người rất có nhiều cái uy quyền và được người dân kính nể. Từ cái vùng đất Bình Thuận dài cho đến Cà Mau, người ta tôn kính ông, gọi ông bằng một cái tên là Ông Lớn Thượng. Với nhiều cái công lao to lớn như vậy mà triều đình nhà Nguyễn đã hai lần giao ông giữ chức tổng tấn thành Gia Định, đó vào năm 1812 và năm 1815, và lần thứ nhất, còn lần thứ hai là năm 1820 và năm 1832. Thì ở cái chức tổng trấn thành Gia Định, ông cai quản cả một vùng rộng lớn của đất phương Nam, cho nên là có rất là nhiều giai thoại lưu truyền trong cuộc đời ông, trong quá trình mà ông cai quản đất phương Nam này. Thì trong một cái cuốn sách là Nghệ thuật kiến trúc và trang trí lễ hội lăng Tả quân Lê Văn Duyệt của một tác giả, thì Tả quân Lê Văn Duyệt người ta nói rằng ông có cầm có tướng tinh là con cập bạch. Vì vậy lúc mà chưa phò chúa Nguyễn, khi ngủ có người thấy thấp thoáng cái dáng của con cập bạch hiện ra. Cái công lao của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt được thể hiện qua những cái câu chuyện như thế này. Thì trong một lần ông đi từ thành Phú Xuân về Gia Định, khi đi qua cái khu vực đất Bình Thuận và Thuận Thành, lúc bấy giờ cái địa phương này đang cơn đại hạn, thì ông thấy dân đói đến nỗi phải ăn cả quả cây và rễ củ.
Tức tốc ông đã quay trở lại triều và vua Vinh Mạng đã phát cho ông 10.000 học thóc và bớt giá bán cho dân để cứu dân thoát qua khỏi nạn đói. Thì theo cái thương gia người nước ngoài mà khi đến thành Gia Định để mua bán thì ông ta có viết rằng: ở đây chúng tôi mua được rất là nhiều lúa gạo, ngà voi, sừng tê giác và các hàng tơ lụa, đuổi thật đẹp. Từ các nơi, dân đi thuyền theo các kênh rạch lên bán cho chúng tôi. Nhìn dân chúng hân hoan vui vẻ, chúng tôi biết dân ở đây no đủ. Thì đây là những cái câu chuyện thể hiện rằng dưới cái thời mà ông làm tổng trấn thì đời sống nhân dân ở khu vực thành Gia Định hết sức là phồn thịnh. Thì bây giờ sau khi qua khỏi nhà bia, mọi người cùng tôi bước vào trong cái lăng. Đây chính là cái mộ phần của Đức Tả Quân và phu nhân. Thì mé bên trái màn ảnh á, đây là mộ bà, còn mé bên phải là mộ ông, phía sau là Bình Phong Hậu chạm hình rồng, và nơi cái người mà họ đang đứng thắp nhang á, mặc áo đỏ đứng thắp nhang là Bình Phong Hậu. Đây là một kiến trúc được xem là được bảo quản từ thời xa xưa và tốt nhất hiện nay của tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay á, tôi cũng lựa vào cái ngày rằm để tôi đi, để tôi viếng lăng, cũng như là tôi quay cảnh lăng để cho mọi người xem. Thì ngày hôm nay thì rất là nhiều khách ở các nơi cũng như là người dân họ sống quanh đây, thì họ vào đây họ thắp hương. Thì cái địa điểm lăng ông này rất là linh thiêng, rất là nhiều người đến đây để cầu tự hoặc là cầu công ăn việc làm, cầu may mắn, cầu đi đường thuận lợi. Bây giờ để tôi đi một vòng để cho mọi người xem cái bề thế của cái lăng ông như thế nào. Thì trước cái cổng lăng ông á, thì có một cặp sư tử bằng đá thì được chạm khắc rất là công phu, cũng hết sức là đẹp mắt. Đây là cặp sư tử đá nè. Đó. Ngày hôm nay thì ngày rằm á, thì cũng rất là nhiều người đến đây để thắp hương. Để tôi quay sâu vào một chút xíu cho mọi người xem nha. Lê Văn Duyệt, ông là một người hết sức là quyền lực ở đất Gia Định. Tuy nhiên thì sau khi ông mất vào đêm 30 tháng 7 năm Nhâm Thìn năm 1832, thì mấy năm sau đó đã xảy ra một cái bi kịch đối với gia tộc của ông. Đó chính là cái cuộc nội loạn của Lê Văn Khôi chống lại binh lính của triều đình. Tháng 5 năm 1833, Lê Văn Khôi cùng 27 người trong đạo lính Hồi Lương cầm đầu quân sĩ nổi lên đánh chiếm thành Phiên An. Thì lúc bấy giờ vua Minh Mạng vốn đã khó ưa đối với Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Tuy nhiên vì cái công lao quá lớn thì nay sẵn có một cái cơ hội hết sức là hiếm có, cho nên vua Minh Mạng đã sai quân lính đem dẹp loạn, và cái cuộc dẹp loạn này đã kết thúc trong cái thảm cảnh hết sức là đẫm máu. Thì cái nội biến của Lê Văn Khôi đã làm cho hàng ngàn người theo Lê Văn Khôi bị lôi ra xử chém và chôn chung một hầm, tạo nên một cái ngôi mộ mã ngụy trên đất Sài Gòn Gia Định. Thì là lấy cớ Lê Văn Duyệt dung dưỡng cho con nuôi là Lê Văn Khôi cùng với lính Hồi Lương, dẫn đến nội biến thành Phiên An. Cho nên là mặc dù Lê Văn Duyệt đã chết thì vua Minh Mạng đã ra chỉ dụ cho tổng đốc thành Gia Định lúc bấy giờ đến chỗ cái huyệt mộ của Lê Văn Duyệt á, bảo tiến hành sang bằng mồ mả của ông, xiềng xích khóa lại, dựng bia đá sỉ nhục với 8 chữ là quyền yểm Lê Văn Duyệt phục pháp sử, thì theo dịch ra là nơi hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội. Mặc dù ông đã chết, tuy nhiên thì vua Minh Mạng vẫn kết ông án là 7 tội xử trảm và 2 tội xử giảo, đó chính là thắt cổ và 1 tội phát quân. Thì tại Kinh Đô Huế thì con cháu dòng họ của ông từ 15 tuổi trở lên đều bị đem đi xử trảm hàng loạt. Thì thân sinh của ông thì bị tước phẩm hàm, bia mộ gia đình dòng tộc thì bị đục xóa, ruộng vườn thì bị tịch thu, nhà thờ họ tộc ở Quảng Ngãi thì bị quân lính đem vôi đưa về tàn phá. Sự bất công trên đã khiến nhân dân ở khu vực Gia Định lúc bây giờ vô cùng đau xót. Thì tương truyền rằng có những cái giai thoại sau khi mà sang bằng cái lăng mộ của Tả Quân Lê Văn Duyệt như sau: vào những cái lúc trời âm u,
hay những đêm yên tĩnh, thì người dân ở thành Gia Định lúc bấy giờ vẫn thường nghe những tiếng ma hờn quỷ khóc, những tiếng ngựa người xôn xao. Người dân ở đó thì không ai dám lại gần cái khu vực lăng này. Thì những người cao niên và những người họ sống thời bấy giờ, họ cho rằng cái nỗi oan của Đức Tả Quân Lê Văn Việt cũng như là những oan hồn chưa siêu thoát, nó còn vương quấn sớm hôm nên cần phải rửa oan và tẩy hận. Thì sau khi vua Hình Mạng xuống ngôi và truyền lại cho vua Thiệu Trị, thì năm 1841 thì vua Thiệu Trị lên ngôi đã ban lệnh tha tội cho các thân thuộc của Lê Văn Việt và Lê Chất đến năm tự đức. Thứ hai, năm 1849 thì lúc bấy giờ vua Thiệu Trị nghĩ đến công lao của Đức Tả Quân nên vua đã cho nhổ cây bia có khắc 8 chữ để xử Lê Văn Việt và đồng ý cho người thân còn sót lại của Lê Văn Việt tiến hành sửa sang, xây đắp mộ phần. Sau khi sửa sang thì những cái tiếng mà rên rỉ hàng đêm, những tiếng ma hờn quỷ khóc hàng đêm bỗng dưng biến mất. Thì đến cái năm tự đức thứ 21, năm 1868 thì vua mới phục nguyên hàm cho Tả Quân Lê Văn Việt. Sau này khi phu nhân của ông là bà Đỗ Thị Phẫn qua đời thì cũng được chôn cất bên cạnh mộ phần của Đức Tả Quân. Thì khu mộ đã được nhiều lần trùng tu và cải tạo và ngày nay trở thành một trong những cái danh lam kiến trúc tại đất Gia Định, Sài Gòn xưa cũng như là Sài Gòn ngày hôm nay mà chúng ta thường đi qua khu vực cái đường Đinh Tiên Hoàng thì chúng ta thường thấy cái lăng ông bà Chiểu. Thì tôi xin kể cho mọi người nghe một cái giai thoại trước khi mà Đức Tả Quân Lê Văn Việt qua đời. Thì ông có những cái linh cảm như sau. Thì trong cái Đại Nam Liệt Truyện sơ tập thì quyển 22, quyển 23 thì có viết về cái câu chuyện này. Thì ở cuối quyển 23 nó ghi rằng thế này: thì trước khi mà Đức Tả Quân Lê Văn Việt bị bệnh thì một cột cờ trong thành Gia Định bỗng nhiên là bị gãy. Lúc bấy giờ là trời không hề có gió, tuy nhiên cột cờ đã bị gãy. Rồi một tháng sau á, thì khi ông đi qua cái vùng biên giới, ông đi kinh lý ở vùng biên giới, cái con voi mà ông cưỡi thì thình lình nó nằm xuống và nó không đi nữa. Nó cất cái tiếng rống thảm thiết, dù bắt ép và đánh nó thế nào nó cũng không đứng dậy. Đến cuối cùng ông phải xuống ngựa mà đi. Thì đi được một dặm thì ngựa cũng dừng lại. Thì lúc này ông mới có linh cảm rằng có điều chẳng lành sẽ đến với ông. Và ông nói với người nhà rằng có lẽ là ông sắp bị bệnh. Rồi một lần ông đi ở núi Bà Đen thì ông đã được linh ứng báo trước rằng cuộc đời ông thì sau khi mất thì sẽ có những cái cơn đại họa đến với cái gia tộc và sau này sẽ được minh quang. Và cái diễn tiến mà những gì ông cảm nhận được trước lúc khi chết và sau này nó hoàn toàn trùng với sự thật. Đây quả là một câu chuyện hết sức là ly kỳ đối với Đức Tả Quân Lê Văn Việt. Thêm một cái giai thoại nữa để tôi kể cho mọi người nghe ha. Thì là một hôm thì Đức Tổng Trấn Lê Văn Việt chuẩn bị thưởng cấp cho tướng sĩ và bắt đầu là sai người nhà đem quan tiền để chuẩn bị ra. Ai dè thì khi ông vừa chợp mắt thì tiền đã không cánh mà bay. Ông cứ ngờ rằng là trong nhà mình có kẻ trộm và ông ra lệnh cho gia nhân tìm cách bắt khẩn cấp. Bây giờ thì ông nhìn lên nóc nhà và thấy một người đang ngồi giữ đống tiền. Thì ban đầu thì ông nhìn giống như mô đất, ông bèn sai lính leo lên để bắt. Nhưng khi đến nơi á, thì chỉ thấy tiền còn để trên cái nóc nhà, còn người thì không có. Thì một hôm khác thì có một cái ông già đeo bầu, ăn mặc ra cái vẻ là nhà quê, đến nói với người canh cửa của cái dinh Lê Văn Việt và nói rằng hãy báo với Lê Tướng Quân rằng ta là cố nhân đến. Cái người canh cửa lúc bấy giờ nó thấy làm lạ, mới chạy vào báo với Đức Tả Quân Lê Văn Việt. Thì Đức Tả Quân liền cho người chạy ra. Thì khi đến khu vực bờ sông Sài Gòn thì nơi mà cái thành Gia Định á, thì lúc bấy giờ thì đóng sát cái bờ sông Sài Gòn. Thì lúc bấy giờ thấy ông già đang ngồi rửa bầu và ông nói rằng ta muốn đón tướng quân đi tu tiên, nhưng mà tướng quân của nhà ngươi không thể tu tiên được. Nói rồi thì ông già đã phất phới bay đi và không biết bay về đâu. Người canh cửa quay trở về báo cho Lê Văn Việt. Thì Lê Văn Việt mới nói rằng tiên thật à, hay là ma muốn hãm hại ta. Thì vài ngày sau
Lê Văn Duyệt bị bệnh nhẹ rồi mất. Thì khi ông làm tổng trấn thành Gia Định thì Lê Văn Duyệt ông rất là nghiêm minh đối với pháp luật. Thì có những cái câu chuyện kể về cái công việc mà ông quản lý ở thành Gia Định như sau. Thì một lần ông đi chợ lớn qua khu vực Cầu Kho, ông thấy đứa trẻ tuổi mới lên 4 lên 5 nhưng đang giận dữ, buông lời sất sược với cha mẹ. Thì khi mà đến chiều ông quay trở lại thì đứa trẻ nó vẫn còn chửi cha mẹ trong cái bữa ăn. Thì vị trọng tấn bắt đầu mới dừng lại và ông bước vào nhà. Thì ông lấy một cái đôi đũa và ông đảo ngược cái đầu đũa và ông đưa cho đứa trẻ đó. Thì đứa trẻ đó sau khi nhận cái đôi đũa từ tay của tổng trấn thì đứa trẻ đó đã xoay chiều cái đầu đũa lại và tiến hành gắp ăn. Lúc này ông liền lệnh chém đầu ngay tức thì, vì ông cho rằng đứa trẻ đã đủ trí khôn và đã hiểu biết cái tội hỗn láo với cha mẹ. Cái việc mà đem giết đứa trẻ nhằm nhắc nhở về cái đạo làm người, cũng như là cảnh tỉnh các bậc cha mẹ phải biết dạy con mình giữ cái chữ đạo hiếu, kính trên nhường dưới. Đây là một biện pháp hết sức mạnh mẽ trên vùng đất mà mới khai quang khai hóa như vùng đất Gia Định ngày xưa lúc bấy giờ. Cái điều này nó thể hiện cái công việc đào tạo ra những cái đạo đức cho công dân mà vị tổng trấn luôn đề cao cái giá trị về đạo đức cũng như là cái thượng tôn về pháp luật. Thì trước khi mà tôi vào đây tôi quay á, thì tôi đã vào thắp hương cũng như là viếng lăng và tôi cũng đã xin sâm và xin keo. Thì trong lăng ông bà Chiểu vẫn có là xin sâm. Thì tôi phải xin keo tới 3-4 lần mới được cái quẻ sâm. Thì cái quẻ sâm mà tôi xin được là quẻ sâm số 85. Thì khi ra đọc cái quẻ sâm số 85 á, thì cái người thủ từ trong đó họ mỉm cười và họ bảo tôi là chúc may mắn. Thì tôi cũng không có đọc nhưng mà cũng không thể nào hiểu hết cái quẻ sâm đó. Thì sẵn tiện ra ngoài đây, tôi nhờ một cái bác cao niên bác sống ở đây để xem bác nói cái thẻ sâm này nó như thế nào. Mà tôi xin keo 4 lần nha mọi người, tôi xin 4 lần mới được luôn á. Sâm được không bác? Bụng bạn quá tốt không muốn gì đó. Trời ơi, con xin ông mấy lần luôn á. Con xin keo mấy lần mới được á, con xin keo phải 3 lần á. Ủa 4 lần chứ, con xin keo 4 lần mới được. Quá tốt rồi, bụng mạng khá rồi. Tuy có sự trục trặc là đâu ốm chút không thành ra vận hạn tốt là nó qua hết đấy không? Dạ. Gia đạo bình yên, kẻ đau người ốm trong nhà, động phải thường cúng kiến. Nhưng nhờ gia bệnh đương tốt nên mọi sự chi cũng an ổn. Quá tốt rồi, cầu tài coi. Vận mạng đương tốt mà, lúc đầu tuy có lận đận đôi chút nhưng đến ngày ngọ ngày sự về sau được phát tài. Dạ. Quá tốt rồi. Ngày lại. Thì sau khi nghe cái bác lớn tuổi ở đây á, bác nói về cái thẻ sâm thì tôi cũng rất là mừng nha mọi người. Thì đâu phải là ai xin sâm nó cũng được đâu. Thì tôi xin sâm xong á, thì tôi phải xin keo xem cái thẻ sâm nó có linh đứng hay không. Thì xem đức ông có cho mình cái thẻ sâm đó hay không. Thì tôi cũng phải tập trung tư tưởng mấy lần nha mọi người. Nó cũng hơi linh nghiệm là khi mà bạn không tập trung bạn xin keo không có được đâu. Đó, khi mà tôi phải xin lại Đức Tả Quân thêm một lần nữa và vài lần nữa. Và lúc đó tôi thật sự là tập trung cái suy nghĩ hướng về cái Đức Tả Quân. Thì lúc đó keo nó mới hiển hiện và xin mới được nha mọi người. Chứ không hề đơn giản đâu. Đây là một câu chuyện cũng hết sức là tâm linh đối với bản thân tôi. Ngày hôm nay mà khi thăm cái lăng ông bà Chiểu. Thì cái video này thì tôi xin tạm dừng ở đây. Thì bây giờ tôi bước ra khỏi cái cổng ở Tam Quan ở đường Vũ Tùng. Thì mọi người khi mà có dịp đến đây thì mọi người cũng nên ghé vào thắp một nén hương để tưởng nhớ đến cái vị khai quốc công thần, một trong những vị quan, vị tổng trấn có công lao hết sức là to lớn. Ông là người đã mở ra cái xứ Nam Kỳ cũng như là tạo nên cái thành phố Sài Gòn giàu đẹp như ngày hôm nay. Thì cái đạo lý, cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, của người Việt ta thì nó đã trường tồn. Thì không có lý do gì mà chúng ta không nhớ tới cái người xưa, đến công ơn của người xưa. Thì tôi nói nãy giờ như vậy là được nhờ hết mọi người ha. Thì thôi bây giờ tôi xin tạm biệt.
thì chúc mọi người xem video vui vẻ. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ nha. Rồi xin